Hello, chào các bạn. Quay lại với PR Channel, mình là bác sĩ Thu Trang Pinissimo. Hôm nay sẽ là một cái video về vitamin C. Rất là nhiều bạn hỏi mình về vitamin C và những cái sản phẩm mà các bạn nên dùng như thế nào, hay là cách chọn sản phẩm ra làm sao, rồi là khi dùng thì các bạn chú ý những cái gì. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về vitamin C. Mình nghĩ là nó sẽ rất là hữu ích đấy, nếu như mà các bạn muốn hiểu biết rõ hơn về các cái sản phẩm vitamin C hiện nay, cũng như là các bạn nên chọn những cái sản phẩm như thế nào. Và nhớ là nếu bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe channel để cho mình có thêm nhiều động lực làm các cái video tiếp theo, cũng như là các bạn vào group yêu da đúng cách để đặt nhiều các câu hỏi hơn nha. Đồng thời là bạn nào có nhu cầu tư vấn thì có thể contact trực tiếp với bác sĩ qua Facebook Thu Trang Pinissimo, nhưng mà vẫn là một câu quen thuộc là mình rất là bận. Khi mà đang quay video này thì cũng rất là nhiều bạn vẫn còn đang ở cái chế độ chờ mình nhắn tin nữa, và mình có chưa có thời gian để nhắn tin hết cho tất cả các bạn nữa, thì các bạn cũng thông cảm nhé, bởi vì mình rất là bận và cái tuần vừa rồi là mình không có nhiều, mình cảm giác là không có nhiều năng lượng lắm ấy để mà làm video ấy, nên là mình đã muốn làm cái video này từ lâu lắm rồi luôn á, nhưng mà đấy, đến bây giờ mới có thời gian để làm, và mình cảm thấy là cần phải làm vào cái thời điểm này. Vì khi mà trong quá trình tư vấn cho các bạn thì mình thấy là các bạn dùng vitamin C rất là nhiều nhưng mà hầu như là không có hiệu quả. Vậy thì khi các bạn xem xong video này các bạn sẽ biết là tại sao mà không có hiệu quả nhé. Và các bạn có đầu tư thực sự là xứng đáng với nó hay chưa? Đấy chưa nào? Bây giờ bắt đầu video này nhé. Ok, đầu tiên vẫn là một cái phần rất là quen thuộc, gọi là tác dụng của vitamin C. Mình nghĩ là ai cũng biết tác dụng của vitamin C rồi. Nói quá nhiều về tất cả các video và các beauty blogger khác cũng nói quá nhiều rồi. Nó rất là thông thường, ai cũng biết đến. Ví dụ như là vitamin C chống lão hóa đúng không, là chống oxy hóa, chất chống oxy hóa mạnh nhất, rồi là giúp bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng, và hỗ trợ collagen, tăng trưởng cái collagen. Thì vitamin C ấy, cùng với cả vitamin E ấy, nó có khả năng hợp đồng với nhau trong cái quá trình mà chống lại các cái chất gây oxy hóa cho cơ thể. Tuy nhiên là cơ thể của chúng ta thì không thể nào mà tự tổng hợp vitamin C được. Chính vì thế nên là các bạn thấy là nhiều các cái sản phẩm supplement đúng không nào, sản phẩm uống sinh ra để cho các bạn có thể hấp thu nhiều thêm vitamin C hơn, để giúp sáng da, để bảo vệ thành mạch vân vân, rồi các cái loại sản phẩm để bôi trên da. Vậy thì chúng ta phải biết được là hiện nay có những cái dẫn xuất vitamin C nào. Bởi vì cái điều này rất là quan trọng, phụ thuộc rất nhiều vào cái sản phẩm của các bạn. Các bạn chọn sản phẩm thì các bạn phải biết là cái dẫn xuất vitamin C mà các bạn dùng ấy nó là loại nào, và cái loại đấy thì cách dùng của nó sẽ khác nhau và cái tác dụng của nó cũng sẽ mạnh yếu khác nhau rất là nhiều. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái dạng phổ biến nhất, đó là L-ascorbic acid, LAA, viết là LAA để cho các bạn dễ nhớ nhá. Thì cái LAA này gọi là tiêu chuẩn y khoa đấy, để đánh giá cái độ mạnh hay là yếu của cái ascorbic acid này. Thì hầu hết trước đây là các cái dạng vitamin C, các bạn sẽ thấy những cái dạng vitamin C serum ấy thì nó sẽ ở dạng LAA ha. Thì đây là cái dạng mà có khả năng chống oxy hóa cao nhất. Tuy nhiên nó lại dễ, chính vì có khả năng chống oxy hóa cao nhất nó lại dễ bị oxy hóa nhất. Là các bạn ha, nó dễ bị oxy hóa nhất, thế nên là các bạn nhiều các bạn thấy là khi mà mình mua những cái sản phẩm rất là đắt tiền như là Obagi đúng không? Rồi là SkinCeuticals đúng không? Thì cái texture bên trong nó bị chuyển màu rất là nhanh, bởi vì là những cái dạng này thì không thể nào mà lưu được lâu được, nó rất là dễ bị oxy hóa, mà nhất là cái dạng rút ra rút vào ấy, oxy vào cái là nó bị đổi màu luôn à, và khi mà bị oxy hóa thì coi như là cái tác dụng của nó không có còn nữa. Và thêm nữa là những cái sản phẩm này thì bạn không thể sử dụng ở buổi sáng được, vì nó sẽ dễ làm cho da của bạn trông nó bị xỉn màu ấy, thì nó bị oxy hóa mà. Thế thì cái LAA này ấy, dù nó có tác dụng mạnh nhất nhưng nó lại rất là khó để hấp thu vào da các bạn ạ. Đây là một điều rất quan trọng trong tất cả các cái sản phẩm mỹ phẩm khi các bạn sử dụng, thì các bạn cần phải chú ý đến cái việc là cái khả năng hấp thu vào da của nó ở mức nào. Thì cái LAA đến khả năng hấp thu của nó rất là khó. Chính vì thế nên là thường ấy, các sản phẩm mà các bác sĩ khi dùng cho các bạn ấy, nó sẽ nằm ở cái giai đoạn mà can thiệp ấy. Ví dụ như là mesotherapy này, như là tiêm vào da này, hay là lăn kim này, hay là dùng ngay sau lăn kim này, hoặc là các cái điện di tinh chất ấy, thì thường sẽ sử dụng cái thành phần LAA này. Còn ở các dạng serum bôi thì nó khá là khó để thấm bút vào da. Cái nhiều loại các bạn sẽ dùng mà các bạn sẽ cảm thấy là nó cứ dính dính hoặc là nó cứ không được ngấm ấy. Đó, bởi vì là cái cấu tạo của nó là cái cấu tạo không phải là ở cái dạng ngấm qua được, dạng dầu không ngấm qua được, nó là cái gốc nước mà nó hòa tan trong nước, không ngấm được qua cái lớp da biểu bì của da, nó là cái dạng dầu. Thì các bạn phải biết được cái điều này. Thế nên là khi mà mình đầu tư rất là nhiều tiền cho vitamin C mà mình lại không biết cách dùng cho nó đúng thì nó cũng rất là lãng phí, nó rất là tốn tiền mà đúng không? Và thường thì cái dạng vitamin C này, ascorbic acid này, nó sẽ hoạt động tốt nhất ở cái dạng pH tương đối là thấp,
nó khoảng 3.5. Chính vì thế nên là nó khá là dễ kích ứng. Vậy thì tại sao mà rất là nhiều các bạn bị mụn đấy? Mình không bao giờ kê vitamin C cho các bạn hết ạ, bởi vì cái tình trạng đang viêm, đang mụn, đang kích ứng là sẽ không bao giờ, mình nhắc lại nhé, không bao giờ được phép dùng vitamin C ở cái giai đoạn này, trừ khi các bạn có tiền và sử dụng loại vitamin C rất là tốt, mình sẽ nói sau đó cái dẫn chất khác ha. Còn những cái loại mà rẻ rẻ tiền á và nó dễ kích ứng á là tuyệt đối không dùng trong giai đoạn mụn nhá. Mà thì cái loại vitamin C LAA này này lại hay được kết hợp với cả vitamin E rồi pelvic. Các bạn nếu mà các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là thường đấy là cái công thức phổ biến nhất, là vitamin C này, LAA này, rồi kết hợp với vitamin E rồi pelvic acid. Đấy là ba cái bộ ba mà đi cùng với nhau để hợp lực tạo ra cái chất chống oxy hóa tương đối là tốt. Thì những cái này hay có trong các cái sản phẩm các bạn biết rất là rõ, ví dụ như Obagi rồi đúng không, SkinCeuticals đúng không, đấy là những cái sản phẩm mà nó rất là nổi tiếng rồi. Mỗi cái là các bạn không có sử dụng nó được thời gian dài thôi, bởi vì là nó rất là dễ bị oxy hóa. Ngoài ra có một số các cái hãng nữa, hầu hết các hãng đều có cái dạng ascorbic acid này đó các bạn, như là Vichy này, mới gần đây có Vichy cái dạng Ampoule này. Cái dạng Ampoule thì sẽ tốt hơn, bởi vì sao, bởi vì cái packaging của nó là dạng ampoule, mà tức là dạng ống nhỏ, thì các bạn ngay khi mở ra là các bạn sử dụng một hai lần, cùng lắm là đến 4 lần thì hết rồi ha, thì nó sẽ giữ được cái khả năng tốt hơn, chống oxy hóa tốt hơn là cái dạng mà dạng pump, dạng rút ra rút vào ha. Rồi thành phần của LAA thì như thế nào? Thành phần thì nó sẽ có thành phần từ khoảng 4-5% cho đến 20%, thì cao nhất là khoảng 20% thôi, chứ bạn đừng có dùng cao hơn nữa. Mà thực ra ấy, thì người ta thấy là khoảng 5% thôi là nó đã có tác dụng rồi các bạn, chứ không cần phải đến mức độ là 20% đâu. Tuy nhiên là trong những cái trường hợp mà ví dụ gì chẳng hạn, thì bác sĩ cũng muốn cho cái da của mình nó hấp thu tốt nhất có thể, ví dụ có thể dùng được 20%. Còn cái dạng bôi bình thường bạn dùng 20% là khá là dễ kích ứng nhá. Thì mới gần đây có một cái nhãn hàng, đó là Matidum, có cái sản phẩm mà tương đối là tốt, sản phẩm điều trị sáng da tương đối là tốt, có vitamin C dạng LAA 5% này, rồi tranexamic acid pyridoxinone tương đối là tốt, nhưng mà giá thì khá là đắt ha. Giá thì khoảng tầm hơn 3 triệu cho 30 ống. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm cũng rẻ hơn một chút, ví dụ như là L'Oreal này, hay là CeraVe, rồi là La Roche-Posay cũng rẻ một chút thì cũng được, khoảng độ 10%, thường là ở dạng 10% vitamin C. Ngoài ra thì có những cái chất khác nữa. Rồi cái loại thứ hai, loại vitamin C thứ hai đó chính là cái loại gốc phốt phát, tức là loại muối phốt phát các bạn ạ. Thường viết là SAP hoặc là MAP đó. Thì cái loại này cũng khá là phổ biến, nhưng mà nó cái khả năng chống oxy hóa của nó thì không cao. Bởi vì nó là dạng muối mà. Thì khi nó đã được trung hòa với dạng muối rồi thì cái mức pH của nó sẽ là trung tính thôi, nó không có dễ kích ứng, tuy nhiên là nó vẫn khó thấm và cái khả năng chống oxy hóa của nó cũng kém, nên là cái dạng này mình đánh giá thấp nhất trong những hợp chất của vitamin C. Thì các bạn sẽ thấy là thường là nó trong những cái thành sản phẩm tương đối là rẻ, tương đối là rẻ tiền, ví dụ như là The Ordinary hay là The Incalate chẳng hạn. Đó thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên là như mình nói là khả năng chống oxy hóa của nó không cao là thứ nhất, thì thứ hai là thấm nó cũng không thấm tốt nữa, thế nên là nghĩa nó cũng sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt để cho các bạn đầu tư vào những cái sản phẩm này. Rồi loại thứ ba đó là loại palmitate. Cái loại gốc palmitate này thì nó dễ thấm hơn xíu mà vẫn dễ bị oxy hóa, cũng như là cái khả năng chuyển đổi thành ascorbic acid thì nó cũng không phải là quá cao. Cái thành phần này các bạn biết là có ở đâu không? Có ở trong cái melanocc ấy. Đó, cái melanocc là nó chứa LAA và chứa cái vitamin C gốc palmitate này. Thì nếu như bạn nào đã dùng rồi, mình cũng đã dùng cái sản phẩm này rồi, thì các bạn sẽ thấy là da của các bạn dễ bị sạm lắm luôn. Nhất là nếu bạn nào không biết dùng mà lại dùng vào buổi sáng nữa là sạm rõ luôn ha. Và thường cái giai đoạn đầu khi dùng vitamin C là các bạn sẽ thấy cảm giác như là da nó bị tiết dầu nhiều hơn, rồi lỗ chân lông to hơn vân vân. Vì nó không có thấm đâu, nó không có thấm được nhiều các bạn ạ. Thực sự là như thế. Thế nên là đây cũng là thành phần mà mình cũng không đánh giá cao lắm của vitamin C. Rồi cái loại tiếp theo, cái loại thứ tư đó là loại ascorbic glycoside. Cái loại này thì lại tương đối là ít có trong trong các mỹ phẩm nha, không có nhiều, mặc dù nó cái khả năng thấm của nó đã tốt hơn rồi, cái khả năng thấm tốt hơn rồi, khó bị oxy hóa hơn, tức là cái thời gian sử dụng có thể dài hơn, tuy nhiên lại không có nhiều lắm và không phổ biến lắm trong các loại mỹ phẩm đâu. Thì mình thấy có trong cái sản phẩm Polachoy niacinamide thì trong đó lại có một chút, nhưng mà cái thành phần đó thì lại không có quá nhiều trong cái sản phẩm Polachoy này, nên là nó cũng không có phát huy nhiều tác dụng lắm. Và trên nghiên cứu thì cái việc mà cái gốc glycoside này nó chuyển đổi được thành LAA thì nó vẫn còn phải đang được nghiên cứu nhiều hơn, nên cái độ mạnh của cái thành phần này thì cũng chưa có được kiểm chứng rõ ràng lắm.
Rồi, loại thứ năm đó là loại ST. À, đây là một cái loại mới và rất là đáng để được quan tâm vì đơn giản là nó tốt thôi. À, vậy thì tại sao nó tốt nha? Vì cái gốc ST thì nó đã thấm tốt hơn rồi, nó cũng khó oxy hóa hơn, nó bền vững hơn rất là nhiều và giá của nó thì đắt. Tuy nhiên rồi, với những cái thành phần mà nó đã được tiên tiến hơn thì giá của nó mắc hơn rất là nhiều, khi từ 5 đến 10 lần so với LAA bình thường nữa. Vậy thì nó có trong sản phẩm nào? Ví dụ như là sản phẩm SVA này, hoặc là sản phẩm The Perfecta C20%, kết hợp với HA rồi kết hợp với peptide, rất là nhiều thứ, nhưng mà giá của nó thì rất là mắc, 2 triệu mấy. Thì đó, và cuối cùng là dạng hoa hậu đi, gọi là hoa hậu của vitamin C dạng mới nhất, đó là dạng tetraiso. Thì đây là cái dạng mà có khả năng bền vững lên đến 18 tháng các bạn ạ, nghĩa là cái sản phẩm đó các bạn có thể lưu được đến 18 tháng đó, chứ không phải là có 6 tháng như là những cái sản phẩm LA trước đây đâu. Cái khả năng thấm hút đã tốt hơn rất là nhiều rồi và không có dễ bị oxy hóa nữa, đồng thời nó cũng ít bị kích ứng hơn. Vậy thì nó có trong sản phẩm nào? Đó là cái sản phẩm là Polartri Resist Serum này này, nó có cả LAA, nó có cả tetraiso của ascorbic acid, rồi nó có cả HA, rồi pyruvic, rồi vitamin E vân vân. Đó, giá của nó 1 triệu mấy rồi đó. Rồi một loại nữa đó là của Image Skincare. Image Skincare là một cái hãng cũng thường thì các bác sĩ sẽ biết đến nhiều hơn là các bệnh nhân. Thì gần đây thì bệnh nhân biết đến nhiều rồi qua cái sản phẩm ví dụ như là kem chống nắng chẳng hạn, đúng không? Nhưng mình lại đánh giá rất là cao và chị nghĩ là cao nhất của cái hãng Image Skincare này chính là vitamin C. Vitamin C trong sản phẩm của họ thì họ sử dụng cái chiết xuất là tetraiso này trong cái sản phẩm vitamin C. Họ có một cái dòng vitamin C riêng và cái dòng vitamin C này sử dụng đến 2 đến 3 loại vitamin C cùng với nhau các bạn ạ, chứ không phải là chỉ có một loại vitamin C LA như trước đây nữa. Thế nên là hoàn toàn có thể dùng được cả sáng cả tối và không có lo bị sạm, đen xì cái mặt như là các cái dẫn xuất trước đây đâu. Thì mình đánh giá rất là cao cái sản phẩm của Image về cái thành phần vitamin C của họ ha. Rồi vậy chốt lại là đi hết những cái dẫn xuất của vitamin C có khoảng độ 5-6 cái đúng không? 6 cái dẫn xuất vitamin C khác nhau. Vậy các bạn thấy là mỗi một cái dạng thì nó có cái độ mạnh, độ yếu khác nhau rồi đúng không? Độ thấm hút khác nhau, độ oxy hóa khác nhau rồi. Và giá tiền của nó cũng khác nhau. Đương nhiên là cái mạnh nhất là cái LAA là cái đầu tiên. Nhưng để có thể giữ được nó tốt nhất thì các bạn nên chọn nó ở những cái dạng tube nhỏ, những cái dạng tube nhỏ thì mình có thể giữ được cái thành phần nó ổn định nhất, nó không dễ bị oxy hóa. Cũng như là khi mà mình sử dụng thì những cái dạng LAA thì chỉ nên sử dụng ở buổi tối thôi, không nên sử dụng buổi sáng. Rồi nếu như có tiền thì các bạn sử dụng những cái loại nó tốt hẳn, tức là những cái loại mới gần đây như Tetra hoặc là ST, thì nó sẽ ngấm được vào da của mình và nó có tác dụng. Còn những cái dạng lơ ở giữa thì thôi, nếu như bạn có tiền thì bạn đừng có đầu tư nhiều vào cái đó vì nó cũng có ngấm đâu và nó cũng không có tác dụng nhiều. Thì thay vào đó là các bạn dùng tiền đó đầu tư cho những cái thành phần khác có khả năng ngấm tốt hơn. Ví dụ như là retinol đúng không? Vitamin A là ngấm rất là tốt này, hay là niacinamide hoặc những cái sản phẩm khác nó ngấm tốt hơn đúng không nào? Vậy thì đấy là một số các cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng vitamin C rồi cả chọn vitamin C như thế nào. Và mình cũng nói luôn là nhắc lại là với những bạn bị mụn thì không, tốt nhất là không dùng những cái vitamin C nhá. Bởi vì đa số các bạn không có tiền để mà đầu tư những cái vitamin C tốt, ngấm tốt và không kích ứng, mà các bạn toàn dùng những cái vitamin C nào đâu đâu mình còn không biết tới luôn ấy, thì trời ơi nó kích ứng và nó không có tốt cho da mụn một chút nào nha. Nên là nhắc lại những bạn da mụn mà chưa có tiền đầu tư nhiều thì tránh cái vitamin C ra dùng cho bác sĩ nha. Ok, rồi kết thúc video ở đây nhá. Mình sẽ để list các cái sản phẩm bên dưới thì các bạn có thể tham khảo, hoặc là nếu như bạn nào mà không chắc lắm thì có thể hỏi mình. Cũng không chắc là mình sẽ trả lời hết được tất cả các bạn đâu. Nhưng mà để nói một cái video này để cho các bạn bệnh nhân của mình nữa cũng hiểu là tại sao ít khi thấy bác sĩ kê vitamin C cho em thế. Vì đấy, rất là nhiều lý do như thế được không nào? Và khi mà mình đặt lên bàn cân nên là cái nào nó tốt hơn, cái nào tốt hơn thì mình sẽ dành tiền cho những cái mà nó có khả năng mà nó phát huy tác dụng tốt nhất có thể. Và khi mà mình có kinh tế nhiều hơn thì mình mới dùng những cái mà nó có chứa vitamin C nhưng mà nó ở cái dạng dẫn xuất nó tốt hơn ha, mới hơn thì mới thấm hút được. Mình dùng cái gì là nó phải thấm hút được vào da của mình, còn nếu không thì lãng phí. Mình không có muốn các bạn phải lãng phí quá nhiều vào những cái mà nó không có tác dụng nha các bạn nha. Rồi bye bye, kết thúc video đấy nha, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu ai thích thì nhớ like, subscribe và share video này nhé. À quên, bạn nào mà nhận được thưởng thì nhớ contact với mình để mình còn chuyển quà cho các bạn nha. Ở cái video lần trước ấy, nhiều bạn vẫn còn chưa contact để đưa cho mình địa chỉ thì mình làm sao biết để gửi quà cho các bạn ha. Bye bye.